Yo, hello, what's up chào anh em nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, Tiểu Tử Bà Đạo người nha. Xin chào tất cả anh em của em Gamer Huyền Thoại như mình đây, Tiểu Tử Bà Đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xem like và một subscriber của channel phát triển nha, cảm ơn rất nhiều. Ok, quay trở lại video tối nay thì chúng ta cùng nhau đi phun cốt quà vui chơi sự kiện S11 anh em nhé. Nhiều anh em trước ngày cứ bảo là xanh không cho nó lên sóng thì ok, cứ rảnh rỗi nào thì tôi lại cho em nó lên sóng các bạn. Đây, hôm nay thì cơ bản làm nhiệm vụ thì cũng gần xong rồi. Hôm nay qua đây chuyến nhập cốt là chính anh em này, bên cốt bên game khá là nhiều, tranh thủ nhập để chơi thôi anh em. Cốt hiện tại có 3 cốt anh em nhé, trong đó có 2 cốt thùng riêng đây này, bạn nào chưa lấy thì có thể xem lại video cu lấy anh em. Cốt thì khá là ngon các bạn, này gáp mảnh đồ anh em, đó, tuyệt vời luôn. Rồi tiếp theo cốt đây nữa anh em, nữa lại xa rồi, anh em lại cốt thấy rồi. Đây 80 mảnh em các bạn, hôm nay cốt này chắc là cốt ngon thứ nhì nhất, thì cũng phải có cốt ngon thứ nhì anh em. Có đe dùng chung anh em. Được rồi, ai lo về này, Gomu lo về Momo. Đó, nếu như cốt nãy mảnh chúa trẻ em là ngon thứ nhất anh em thì đây cốt ngon thứ nhì luôn. Đó, ngon lành luôn các bạn. Đổi hạn giờ. Ok, chúng ta đang tập trung để đổi mảnh Pero Pero. Hiện tại Pero Pero chúng tôi có bao nhiêu tụ mảnh như nào xem nào. Pero 50 mảnh 53 mảnh anh em, còn tiêu tận 30 mảnh nữa mới đủ lên, căng đấy nhờ. Rồi ok bạn, vào túi nào để xem hôm nay bên này chúng ta có gì để nghịch không. Rồi ok luôn, bên này mới được 500k lực chiến à. Nâng cấp ai rồi ta? Đúc Flamingo. Khó nhờ. Bữa nay sự kiện thì cũng không có sự kiện tiêu phí được x2, x3 anh em quên chiêu mộ anh em. Đó, chỉ có phúc lợi tiêu phí đâu bạn nhá. Nhưng này nếu giờ tiêu được mốc 20k. Thêm được 15 mảnh chúa trời en. 15 mảnh nữa thì cũng vẫn chưa đủ các bạn. Ây da. Nhưng mà tích góp 35 thì cũng phải tiêu thôi anh em. Tiêu nào. Sanji. Ủa Sanji mình có luôn rồi. Từ 12 cục thịt anh em. Buki này. Mong rằng ra được nhiều tướng mới tí anh em. Thế mà sưu tập đồ thứ cho nó ngon. Với cả tiện ra cục thịt cũng được các bạn. Đó, một công đầu ngày động vào đây cái. Bắt là Thomil. Chopper lại là cú rồi à. Căng nhờ. Apple. Mạnh thuyền à. Modest này, thêm tướng mới rồi anh em. Ok, gọi thêm ít tướng mới. Ai đây, Chopper. Lại là chủ tịch Chopper. Sự kiện phúc lợi tiêu phí anh em. Nhận quà cũng xương xương thôi, nhưng mà cũng được anh em. Lễ hội siêu mộ à. Sở hữu 40 tướng anh em. Thêm bảo vật nữa kìa. Tiêu phí kim cương ngon đấy nhờ. Tự đo anh em. Ô lanh quanh thì được 40 năm thôi. Nhiều thế mà được 4 năm thôi à. Ui giời ơi. Ra món mới không ra, ra món trùng các bạn. Nhưng thôi cũng được. Chúng ta có thêm Funky. Mang cái lăng thì lên được 4 sao. Sanji thì lên được 4 sao. Chủ tịch Chopper rồi. Đây anh em, 3 sao. 4 sao luôn. Đấy, chủ tịch lên 4 sao luôn anh em. Đùa đâu. Rồi ok chưa. Chúa trẻ em hiện tại 101 các bạn.
tăng bậc. Thành tựu vẫn chưa đủ anh em. Sự kiện tăng mạnh hả? 20k xong. Lễ hội có gì hot đây? Liên kết tướng. Hai mươi lăm tướng ba sao. Ok, thêm ít belly này. Hơi hoàn tiệm quá nào. Ây da, xem bên dưới này còn nồng độ nào đang gần đủ, tôi lấy luôn anh em. Bon này à, Pero mấy cả Barbie năm này. Ô oh. Pero mấy cả Barbie năm anh em. Ô oh. Boogie mình có rồi à. Ô oh, chúng thấy bảo này có nhiều gớm nhỉ. Nguyên rồi anh em, lấy được mỗi cháu ấy đây thôi. Còn đây thêm cho Barbie mới xa đi nữa anh em. BG cho bên đấy lúc nào anh em. Vero này. Mẹ mình mua Vero cho đủ nha. Rồi ok các bạn. Xa đi thì bên này 30 mà anh ơi. Đủ không? Phép vừa đủ anh em. Vừa đủ. Vừa đẹp. Bên này thì chưa đủ mua gì hết anh em. Thuyền ở đây một thuyền anh em nhé. Đây tập trung một thuyền là ngon nhất. Bảo vật tính sau. Ok, thêm hai vị tướng nữa này. Perola, Sadi. Ok các bạn. Lễ hội. Bảo vật tiếp theo. Đó, lại thêm món bảo vật anh em. Dùng nào. Ok, ra bảo vật gì đây? Lại là xì gà anh em. Bego có rồi. Cay thế nhờ. Lanh quanh toàn gặp đồ trùng các bạn. Nào, kẹp mấy viên đá lên anh em. Đã được thêm mấy viên đá 4 anh em. Chúng ta lại có thêm một vài viên đá 4 nữa. Đội viên. Bo xong rồi, đồ phim ok rồi. Sabo chưa anh em? Nó tạm thời ổn. Ui trời ơi, pick đồ hình mãi anh em. Bên này giờ chỉ tích tài nguyên thôi. Này xả phát các bạn, mấy mấy ca kim cương xả chơi được rồi. Đó, giờ thì cứ tem đội này mà chiến anh em. Tăng cấp phát các bạn. Rồi 100 xong luôn. Chúng ta thiếu bao nhiêu nữa? Ui nhiều bạn. Làm vào đấu trường nè. Ừ hôm qua thấy nhiều anh em nuôi Moria đấy nhá. Mà hôm qua thấy nhiều bạn bảo là Moria không nên nuôi. Cái này thì tôi chả biết nha. Nhưng mà thấy người thì bảo nên nuôi, người thì bảo không nên nuôi. Nên tại Moria này tôi vẫn để nguyên anh em. Chưa động luôn. Chưa động thổ khai trương gì hết. Vẫn để nguyên như thế. Ui căng đấy nhờ. Cố lên nào. Đồ phi đâu búc lên đồ thứ nào. Ui rồi căng rồi. Khó đấy anh em. Né à, bảo vật né đây đúng không? Đây Moria hôm qua về tôi vẫn để dưới đâu nhỉ. Đây gọn Moria đây. Quả mới về đây. Vấn đề nguyên không, không động các bạn. Không động không chạm.
cơ bản nó chưa biết nâng sao nên cứ để đấy ra tính sau, kiểu vậy. Thôi cho Moria để sau thật anh em. Hôm nay thì cũng vào pick đội hình chơi quẩy qua tem thôi anh em. Ok, thì vui chơi sự kiện nào, clip lại kết thúc nha. Hẹn gặp anh em tiếp theo, các bạn dõi theo video kênh Tự Tử Bá Đạo nhiều, và đừng quên lên fanpage của group để thêm quả code nha. Bye bye mọi người.